Kính thưa quý vị khách và chư quý đồng đạo kính mến, để tiếp theo là phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đợt 1 trong buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, Đức Phật khi xưa Ngài còn trụ thế, Ngài dạy các môn nhân đệ tử như thế này: các con muốn đền ơn ta ư thì giáo pháp của ta đó, các con cố mà học đi, quyết mà hành đi, gán mà truyền đi, bao nhiêu sự cúng dường cho Đức Phật không bằng đem giáo pháp của ta ra mà truyền bá. Và hôm nay Đức Huỳnh Giáo Chủ, tức là Đức Thầy của chúng ta, cũng cho biết một đoạn văn: biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Kính thưa chư quý đồng đạo kính mến, để hiểu rõ ràng về hai câu giảng của Đức Thầy nằm trong bài Thu Đã Cuối, mà bài này Đức Huỳnh Giáo Chủ đã sáng tác tại nhà thương chợ quán năm Canh Thìn năm 1940, đó là hai câu: bạch chinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Phần này chúng tôi xin được phép trân trọng giới thiệu giáo lý viên Lê Thị Ngọc Nga, là giáo lý viên của Ban Phụ truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, đến diễn đàn để gặp gỡ qua quý vị và hai câu giảng như trên. Xin trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa các cấp chính quyền địa phương, dạ kính thưa giáo lý viên Lê Quang Nghĩa, giáo lý viên Ban Phổ truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương, cùng tôi đảm trách buổi thuyết giảng hôm nay. Dạ kính thưa ông Hồ Văn Mốt, trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Thọ, cũng là trưởng ban tổ chức, cùng toàn thể chư quý vị là thành viên trong Ban Trị sự xã Phú Thọ. Dạ kính thưa quý vị là trưởng ban, phó ban, các ban trị sự viên xã, phường, thị trấn đến tham dự buổi thuyết giảng hôm nay. Dạ kính thưa quý bậc lão thành, kính thưa quý nhà mạnh thường quân, kính thưa đoàn quay phim An Bình A. Dạ kính thưa toàn thể chú quý vị đồng đạo thân thương kính mến. Thật là hôm nay đầy đủ duyên lành, chúng tôi được sự ưu ái của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Thọ, và cũng được sự phân công của Ban Phổ truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương, chúng tôi trở về đây để trùng tuyên lại giáo lý cao siêu của Đức Thầy. Vậy lời nói đầu tiên tôi xin chân thành gửi đến toàn thể chư quý vị lời chúc tốt đẹp sức khỏe, lời chào quý kính và trân trọng nhé. Dạ kính thưa quý đồng đạo thân thương kính mến, thì hôm nay bản thân của chúng tôi rất là trân trọng được đứng trước hội trường trang nghiêm ấm áp như thế này, và nhất là đứng trước toàn thể chư quý vị là những bậc chân tu tâm đạo, đó là các ban trị sự và toàn thể chư quý vị đồng đạo xa gần nhín chút thời gian quý báu đến đây trước thề hộ pháp. Sao thì đứng trước hội trường trang nghiêm ấm áp như thế này, và nhất là đứng trước toàn thể chư quý vị là những bậc chân tu tâm đạo am hiểu giáo lý cao siêu của Đức Thầy, nhín chút thời gian quý báu đến đây để hộ pháp, đó là nói đến cái tinh thần đoàn kết của toàn thể chư quý vị lúc nào cũng thương yêu nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Và toàn thể chú vị là tín đồ ngoan đạo của Đức Thầy thì lúc nào cũng dâng nghe lời Đức Thầy chỉ dạy, là hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh, công đức Phật từ bi vô lượng. Với cái tinh thần cao cả của toàn thể chú vị, chúng tôi đề cao tinh thần đó và hết sức là trân quý. Vậy chúng ta hãy tuyên dương một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Kính thưa quý đồng đạo kính mến, Đạo Phật giáo Hòa Hảo là một
tôn giáo nội sinh phát xuất từ lòng dân tộc, là một tôn giáo mang đậm nét tinh nguyên, ẩn chứa những lẽ nhiệm màu thanh cao của đạo Phật. Không thờ cốt Phật có nghĩa là trở về nguồn gốc tự tánh, canh tân phương pháp tu hành, loại bỏ tất cả những sự rườm rà phiền tối, mà tập trung tất cả vì cứu cánh để chứng ngộ Như Lai. Thông qua lộ trình là đền trả tứ đại trọng ân, lập thân cõi trần lấy tâm làm gốc. Có nghĩa là Đức Thầy tôn kính của chúng ta dạy chúng ta là người cư sĩ tại gia, tu tại gia đình, không cất am, cất cốc, không lên núi lên non, không đi tận vào rừng sâu núi thẳm chôn lấp cuộc đời mình trong tiếng mọ hồi chuông, mà chúng ta tu tại gia đình, có vợ có chồng, rồi tự xây đắp hạnh phúc đời tu ở giữa thế gian không trốn đời. Có nghĩa là chúng ta tu trong mọi hoàn cảnh quý đồng đạo, thuận duyên tu cũng được, nghịch duyên tu cũng được, già trẻ tu cũng được, nghèo giàu tu cũng được, rồi đi làm ruộng mua bán gì tu cũng được, dân dân và dân dân, nói chung là phù hợp với căn cơ trình độ của tất cả chúng sanh. Mà cái điều quan trọng là chúng ta phải làm gì quý đồng đạo? Chúng ta phải làm tròn bổn phận con người trong kiếp sống, có nghĩa là làm tròn cái đạo nhân, đối nhân xử thế cho tốt, làm tròn bổn phận làm ông làm bà, làm cha làm mẹ, làm vợ làm chồng, là một đứa con hiếu thảo. Khi chúng ta làm tròn cái đạo nhân rồi, đây là những cái nhân tố mà lần lần đưa chúng ta đi đến con đường giải thoát. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta muốn tu thành tiên, thành Phật thì chúng ta phải làm tròn cái đạo nhân, có nghĩa là làm tròn bổn phận của mình trong kiếp sống. Mà Đức Thầy dạy ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Và khi Đức Thầy mở đạo cứu đời đó, thì trong lúc bấy giờ thì đất nước chúng ta rất là nghèo quý đồng đạo, dân chúng rất là khổ, nên Đức Thầy mới diễn tả cái nỗi khổ của dân chúng lúc bấy giờ ở quyển nhị. Ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế, thấy dân mang sưu thuế mà thương, chẳng qua là nam diệt vô dương, nên tay ách xảy ra thảm thiết, bà không cánh đổi thai, chẳng biết vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn, mới mấy năm sau quá hao mòn, mùa màng thất đói đau không thuốc, thương hại bấy lê dân đứt ruột, thảm vợ con đói rách đùm đeo, rồi gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắc. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt mái thiên cơ, mỗi phút mỗi thai nẻo thạnh suy như thể tên bay, đường dinh nhục rủi mai một lát. Ai phú quý giàu đại sao, các ta điên khùng thương hết thấy trần, khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai khó tính tâm tìm đạo. Dân chúng lúc bấy giờ rất là khổ, nên Đức Thầy đem giáo lý học Phật tu nhân để truyền dạy. Giáo lý học Phật tu nhân là một giáo lý giải thoát, đưa chúng sanh từ bờ mê sang bến giác, đưa con người từ phàm phu trở thành Phật Thánh. Nội dung Đức Thầy dạy, Đức Thầy cho biết là cuộc đời này là giả tạm, là vô thường, là mộng huyễn, không chi bền chắc, sớm muộn gì thì cũng phải đi theo quy luật là thành trụ hoại không. Kể cả xác thân con người cũng vậy quý đồng đạo, cũng phải thay đổi theo thời gian, cũng phải đi theo quy luật sanh già bệnh rồi chết. Thế nên cái người trí đó quý đồng đạo, người ta tu vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chất, vừa bố thí giúp đời để chi?
để có phước. Mà khi chúng ta có phước rồi nhắm mắt thì chúng ta có phước, mà có phước thì được về cái nơi an vui, cái nơi cực lạc, không già, không bệnh, không khổ, không chết. Ông Phật sống bao nhiêu chúng ta sống bao nhiêu. Cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Và Đức Thầy cho biết là phước nhiều tiên cảnh lên rải. Vậy chúng ta muốn có phước phải làm gì quý đồng đạo? Phải làm gì? Phải tự mình làm phước nên mình mới có phước. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Và Đức Thầy cho chúng ta biết trong cuộc sống hiện tại, những cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử được đặt trên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, có nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Thậm chí xác thân của Đức Thầy cũng bị hoại. Nghĩ lại xác Thầy xưa cũng hoại, thân phàm bỏ lại thế gian mà. Quý vị ngẫm lại đi. Trong hội trường này thì chúng ta thấy cái tuổi 60, 50 có nghĩa là chinh chinh vừa xế hả quý đồng đạo. Mà ở trong cuộc sống người ta thường nói 60 năm cuộc đời. Vậy chúng ta phải làm gì quý đồng đạo? Chúng ta phải tu. Và chúng ta vừa tu phải có phước. Mà quý vị lắng lại đi, xem coi bây giờ mình có giàu, có sang, có địa vị trong xã hội, có bao nhiêu tiền của, có bao nhiêu công đức rồi. Chúng ta nhắm mắt có đem theo hay không quý đồng đạo? Không có đem theo, mà đem theo cái tội, cái phước mà thôi. Nhưng có cái điều tiền bạc chúng ta không đem theo được, mà phước đem theo được. Mà tiền bạc mua phước được, nghe quý đồng đạo. Thế nên Đức Thầy cảnh tỉnh cho tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của, đem rài hầu non, chỉ có tội phước hỡi còn. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều sa đọa nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp có bề tỉnh toàn. Ông Phật cũng dạy rất rất tuyệt vời quý đồng đạo ơi. Vì thế chúng ta phải làm gì trong cuộc sống này? Chúng ta phải ráng tu đặng mà chết, chớ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Hoặc là không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Kính thưa quý đồng đạo thân thương kính mến, thì trong toàn bộ sấm giảng thi văn, Đức Thầy chỉ dạy của cho chúng ta rất rất nhiều bài và rất nhiều phương pháp tu, mà bài nào cũng hay quý đồng đạo. Nhưng bản thân tôi tâm đắc cái bài Thu Đã Cuối mà Đức Thầy viết tại nhà thương chợ quán năm 1940 năm Canh Thìn, gồm 150 câu, khởi đầu bằng câu Thu Đã Cuối Bất Lai Rai Thổi, và chấm dứt bởi câu Tu Cho Kẻ Bảo Khâm Nhường, Đẹp Lòng Cha Mẹ Cửa Quyền Chờ Trong. Kính thưa quý đồng đạo thân thương kính mến, thì bài Thu Đã Cuối, Đức Thầy cho biết là Ngài đã viết vào cuối tháng 9 nhân một đêm cuối thu, gió bấc bắt đầu thổi, cám cảnh sanh tình. Ngài mới cầm bút đề thơ, Ngài kêu gọi chúng sanh phải kiên trinh mà tu học. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài trả quả đã gần kề,
lũ bão tàn sẽ tất tả ngược xuôi, còn người lương thiện thì hưởng được hồng ân tam bảo. Điều cần nhất là chúng ta phải đoàn kết, phải hài hòa và phải làm chấn hưng Phật Pháp, và chúng ta phải tu sao cho kẻ bạo khâm nhường. Còn riêng phần Đức Thầy giàu có chịu muôn ngàn cay đắng, với cái sứ mạng của Ngài là đem đạo cứu đời, đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn. Vậy hôm nay chúng tôi xin trích hai câu kim ngôn trong cái bài Thu Đã Cuối để làm một cái đề tài trình bày với toàn thể chứ quý vị. Đó là: Bạch Trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Vậy Bạch Trinh là cái gì? Rồi nghĩa nhân ra sao mà Đức Thầy dạy cho chúng ta phải giữ lấy nghĩa nhân? Rồi hôm nay chúng ta tu cách nào, lập thân cách nào để về cõi Phật? Đó là nội dung mà hôm nay chúng tôi chia sẻ và tâm tình với toàn thể chư quý vị. Thì trước hết chúng tôi xin trình bày cái câu thứ nhất, đó là Bạch Trinh giữ lấy nghĩa nhân. Vậy Bạch Trinh là cái gì quý đồng đạo? Bạch là trắng, Trinh là trong. Bạch Trinh có nghĩa là trắng trong, trong trắng trong sạch, thành cao tốt đẹp. Và Bạch Trinh ý Đức Thầy muốn chỉ cho người tu của chúng ta, người tu lúc nào cũng phải giữ cái tấm lòng cho trong trắng trong sạch, thành cao tốt đẹp. Và Đức Thầy cũng chỉ riêng cho người nữ quý đồng đạo, chữ Trinh á chỉ cho người nữ là có một cái tấm lòng tốt, rồi giữ trinh tiết vẹn toàn, đi đâu ai cũng thương cũng mến. Rồi chữ Trung là chỉ cho người nam, người nam trung với đất nước, hiếu với ông bà cha mẹ. Và hôm nay quý vị cùng tôi muốn giữ cho tấm lòng trong trắng, trong sạch, thanh cao, tốt đẹp, thì mỗi ngày, mỗi giờ quý vị cùng tôi phải làm gì? Chúng ta phải trau sửa thân tâm mỗi ngày, làm bất cứ chuyện gì cũng công bình và chánh đáng, không làm những điều sai trái, không làm những cái điều mà gây ra tội lỗi. Có nghĩa là chúng ta trừ 10 điều ác: thân không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, khẩu không lưỡng thiệt, không ỷ ngôn, không ác khẩu, không vọng ngữ, ý không tham lam, không sân nộ, không mê si. Có nghĩa là chúng ta làm bất cứ chuyện gì cũng đúng theo giáo lý cao siêu của Đức Thầy. Và lúc nào chúng ta giữ cái tâm mình cho tốt, hạ quý đồng đạo. Thế nên Đức Thầy dạy: ráng kiếm chỗ tầm tiên lánh tục, người ở đời phải được lòng trong. Hay là cái câu tuyệt vời hơn nữa quý đồng đạo: chim khôn thì uống nước trong, người khôn mau sớm rửa lòng bận nhớ. Kính thưa quý đồng đạo thân thương kính mến, thì hôm nay quý vị tu và bản thân tôi cũng tu, ai tu cũng muốn mình về cõi cực lạc, về cõi Phật, về cõi niết bàn yên vui. Thì chúng ta phải làm gì quý đồng đạo? Chúng ta phải diệt trừ tham sân si, ích kỷ nhỏ nhoi đố kỵ, không tham sắc, không tham tài, không tham quyền, không tham thế. Sáu cái tham mà Đức Thầy cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, nếu chúng ta tu mà còn sáu cái tham này e không đi đến kết quả tốt đẹp. Và trong cuộc sống chúng ta không vì danh lợi, không vì tiền bạc mà làm mất đi cái đạo đức của một con người, làm mất đi một cái sự thanh cao của một con người, và chúng ta làm mất đi một cái tình nghĩa đồng đạo. Quý đồng đạo, chúng ta phải là người hiền, mà Đức Thầy cho biết là làm người hiền khó kiếm trên đời.
hoặc là dương trần phải ráng làm hiền, đừng trọng bạc tiền, bỏ nghĩa bỏ nhân. Và trong cái bài Trái sầu riêng, quý đồng đạo, Đức Thầy viết hai câu thơ rất là tuyệt vời: trinh bạch tấm lòng trời đất rõ, đinh ninh dạ trắng núi sông tường. Hết sức là tuyệt vời hả quý đồng đạo. Thế nên chúng ta phải giữ tấm lòng cho tốt đẹp thanh cao. Và hôm nay quý vị cùng tôi có mặt trên cuộc đời này để làm gì quý đồng đạo? Để trải nghiệm. Và chúng tôi chắc chắn khi chúng ta mở mắt chào đời cho đến hôm nay, ai cũng có nỗi khổ niềm đau hả quý đồng đạo. Vui ít khổ nhiều, không khổ về gia đình cũng khổ về xã hội, không khổ về xã hội thì gia đình mình khổ, chồng làm khổ vợ, vợ làm khổ chồng, con cái bất hiếu làm khổ mình, hoặc là ông bà cha mẹ họ hàng bên nội bên ngoại gì đó làm khổ mình. Còn nếu chúng ta sống hạnh phúc thì sẽ mang một chứng bệnh nan y. Thế nên Đức Thầy cảnh tỉnh cho toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo: ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Có nghĩa là khi chúng ta có mặt trên cuộc đời này, ai cũng có nỗi khổ niềm đau. Đúng không quý đồng đạo? Rất là đúng, bởi vì ông Phật tiên tri rồi. Nhưng không có sao quý đồng đạo, mình tu mình trả nghiệp. Khi chúng ta gặp nỗi khổ niềm đau, áp dụng lời thầy dạy liền: chịu cay đắng tu hành mới giỏi. Thế là trong cái cuộc đời tu mình rất là thử thách nha quý đồng đạo. Nhiều thử thách đang di con đó, nếu ngã lòng công khó tiêu tan, việc chi còn ở trần gian là điều quyển hoặc chớ mang nơi lòng. Và khi Đức Phật Thích Ca thành đạo đó quý đồng đạo, đắc đạo đó, thì ma dương theo khuấy, mà nó khuấy phá không được, nó nguyện sau này nó đột nhập vào tín đồ của Ngài, đột nhập vào đệ tử của Ngài để nó phá quý đồng đạo. Hồi thuở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền, bị nó ghẹo hoài mà cũng không rúng động đặng Ngài, nên cố quán phá đời mãi mãi. Và Đức Thầy cảnh tỉnh cho chúng ta trong cái bài Thiên Lý Ca quý đồng đạo: quỷ ma hay phá rối người tu, đạo đức chư nhu ráng chí hành, chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Vậy quý vị cùng tôi tu sao mà cho quỷ ma nó không có phá mình quý đồng đạo? Chúng ta phải tu sao cho kẻ bạo khâm nhường, hay là ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm pháp bồ đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng. Chúng ta tu như vậy rồi không có con quỷ con ma nào phá mình hết quý đồng đạo. Khi mà chúng ta tu tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế, làm những cái chuyện mà bất công đó thì quỷ nó vô nó phá mình. Nhưng khi chúng ta có những cái nghịch cảnh, nghịch duyên, áp dụng lời Đức Thầy chỉ dạy liền quý đồng đạo để chúng ta xóa những cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Hoặc là sao quý đồng đạo? Chúng ta phải ráng tu khắc sâu lời Đức Thầy chỉ dạy: kiên trinh mà chịu lúc nào tay, dẫu có gian nan giả chớ này. Nhất định trong cuộc sống chúng ta có những nghịch cảnh, nghịch duyên, cố gắng vượt qua, cố gắng tu, không cái gì bằng tu hết quý đồng đạo. Và hôm nay chúng tôi sẽ thông tin
Một cái thông điệp cho toàn thể tín đồ Phật giáo của Hảo chúng ta hôm nay có được một cái niềm vui tuyệt đỉnh mà hôm nay chúng ta đã có được. Thời xưa Đức Phật có dạy rằng nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, có nghĩa là làm người khó được, hôm nay chúng ta đã được. Phật pháp khó nghe, hôm nay chúng ta đã được nghe. Và may mắn hơn nữa là chúng ta sinh ra trong cái đời hạ nguyên mạt pháp này mà hưởng được một cái nguồn suối pháp của Đức Thầy rất là vi diệu, rất là cao siêu. Tuy cao siêu nhưng không xa rời thực tế, là một cái giáo pháp mà nó phù hợp với khế cơ, khế lý và phù hợp với căn cơ trình độ của tất cả chúng sanh. Và may mắn hơn nữa là chúng ta sinh ra cái nơi ông Phật ra đời, tại miền Nam đất nước Việt Nam, dạy những lời thi thơ ngọt ngào bằng tiếng Việt Nam, dễ học, dễ hiểu, dễ tu, dễ đắc. Vậy chúng ta vui không quý đồng đạo? Vui không? Rất là vui. Thế nên hôm nay quý vị cùng tôi là tín đồ ngoan đạo của Đức Thầy, thì chúng ta phải làm gì để đền trả cái công ơn Đức Thầy đã khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo và đem giáo lý học Phật tu nhân để truyền dạy? Vậy chúng ta phải làm gì quý đồng đạo? Hôm nay chúng ta ở vị trí nào phải làm tròn trách nhiệm của mình ở vị trí đó? Chúng tôi ví dụ nha, tôi là giáo lý viên thì chúng tôi phải trau sửa thân tâm mình cho tốt, rồi nghiên cứu giáo lý cao siêu của Đức Thầy để truyền bá khắp mọi nơi, để mọi người hiểu được giáo lý của Đức Thầy, tránh ác hành thiện, bớt khổ thêm vui, cùng tu cùng tiến, cùng bay về cực lạc một đàng. Còn quý vị là những đồng đạo cư sĩ tại gia thì chúng ta phải làm gì quý đồng đạo? Chúng ta phải làm đúng theo giáo lý của Đức Thầy. Nhất định chúng ta không làm điều gì sai, ngâm nga hiểu nghĩa đáng kim ngà, hoặc là chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu. Quý vị xem giáo lý, học giáo lý, hành giáo lý của Đức Thầy thì chúng ta đền trả công ơn của Đức Thầy đã khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo đó quý đồng đạo. Hôm nay có rất nhiều người làm theo lời Đức Thầy chỉ dạy nhưng ít thôi. Tu thì tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo mà nói gì nè quý đồng đạo? Sao giáo lý của Đức Thầy dạy khó nghe quá. Cái ông nào đó tôi không biết, tôi không dám nói, không dám chỉ trích, nhưng ở đây có quý đồng đạo. Cái ông nào đó cao siêu lắm, nói những lời rất là dễ nghe, đi đâu cái đem giáo lý hay là đem những cái lời của cái người đó đi truyền bá. Tại sao mình quy y với Đức Phật, Đức Thầy mà mình không làm y? Mà Đức Thầy cho biết quy y thì khá làm y, làm y mới đắc đạo như quý đồng đạo. Mà làm không y e sau này Đức Thầy về, Đức Thầy không chấm thì lúc đó mình hối hận cả cuộc đời tu mấy chục năm. Nghe quý đồng đạo, chúng tôi nói ở đây không phải không cho quý vị xem, cứ xem tất cả những lời gì tốt đẹp học hỏi để mình mở mang trí tuệ. Nhưng khi truyền bá giáo lý thì mình đem giáo lý của Đức Thầy ra truyền bá, được không quý đồng đạo? Được không? Được, bữa nay hứa heo quý đồng đạo. Chân thành cảm ơn. Và các ban trị sự là những người có trách nhiệm rất là nặng nề. Bởi vì sao? Bởi vì khi Đức Thầy vắng mặt đã ủy nhiệm, có nghĩa là trao hết cái quyền cho các ban trị sự để phát huy nền đạo. Muốn phát huy nền đạo thì chúng ta phải làm gì quý đồng đạo? Chúng ta phải làm đúng theo giáo lý của Đức Thầy và phải đúng theo hiến chương giáo lý, hiến chương giáo hội trung ương các cấp đề ra. Mà quý vị, chúng ta muốn là phát huy nền đạo thì một ông trưởng ban làm phát huy nền đạo nổi không quý đồng đạo? Một ông phó ban làm là phát huy nổi không?
Không bao giờ. Mà chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đoàn kết trên dưới một lòng. Mà Bác Hồ chỉ dạy, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đức Thầy tôn kính của chúng ta dạy, phải đoàn kết thương yêu nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Và khi chúng ta muốn phát huy nền đạo vô làm ban trị sự rồi, những cái nhỏ nhen ích kỷ riêng tư ở gia đình bỏ hết quý đồng đạo, vô làm ban trị sự thì mình lấy cái công, không lấy cái riêng. Mà Đức Thầy dạy, thù riêng muôn dạng cho cam, cũng nên gác bỏ mà làm nghĩa chung. Chúng ta phải đoàn kết và chúng ta phải vì cái công, chúng ta phải dĩ công vi thượng. Có nghĩa là muốn phát huy nền đạo thì chúng ta phải cả vật chất tinh thần lo đạo quý đồng đạo, bỏ hết những cái sự riêng tư, những cái cá nhân, không vì danh lợi, không vì quyền của một mình, không vì danh một mình mà làm là đồng đạo buồn hả quý đồng đạo. Và trong cái quyển năm khi Đức Thầy vắng mặt có để lại những cái lời rất là thâm thúy quý đồng đạo: muốn Phật giáo từ đây bền vững, đừng riêng lo lợi dưỡng một mình. Nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo. Có nghĩa là chúng ta làm bất cứ chuyện gì cũng công bình và chánh đáng. Ai thương, ai ghét mặt tình phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Và chúng ta làm bất cứ chuyện gì cũng ngay thẳng, tánh ngay thẳng ta không dời đổi, dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Quá tuyệt vời quý đồng đạo. Ông Phật ông dạy mình quá tuyệt vời. Quý vị ngâm nga hiểu nghĩa đi quý vị, nghe rất là thâm thúy quý đồng đạo. Hôm nay chúng ta có đầy đủ phước duyên, duyên lành rõ đặng khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Quý vị cùng tôi đã có phước có duyên nên mới gặp Đức Phật, Đức Thầy ra đời. Vậy chúng ta hãy cố gắng tu và cố gắng làm theo lời Đức Thầy chỉ dạy, và lúc nào cũng làm tốt hả quý đồng đạo. Vậy bạch trinh là trắng là trong là tốt rồi, mà tại sao Đức Thầy dạy chúng ta phải giữ lấy nghĩa nhân? Vậy nghĩa nhân là cái gì mà chúng ta phải giữ lấy quý đồng đạo? Nghĩa nhân còn gọi là nhân nghĩa. Nhân là cái gì? Nhân là chúng ta phải đối nhân xử thế cho tốt, thương người mến vật. Trong cuộc sống chúng ta thấy ai nghèo, ai khổ, ai hoạn nạn, ai gặp cái cảnh là buồn khổ gì, chúng ta chung tay góp sức giúp đỡ, giúp đỡ từ vật chất lẫn tinh thần. Như hôm nay chúng ta rất là vui có là Mạnh Thường Quân đến để hỗ trợ 100 phần quà hả ông trưởng ban. Vậy chúng ta hãy tuyên dương một tràng phát tay thật nồng nhiệt quý đồng đạo. Đó là cái lòng nhân đó, cái lòng thương người mến vật đó quý đồng đạo. Và cái đó là cái lòng thương người, còn mến vật là sao? Hôm nay chúng tôi chắc chắn trong hội trường này ai cũng đều thương người và mến vật. Bởi vì chúng ta không sát sanh là chúng ta ăn chay. Ăn chay đó là chúng ta mến vật đó quý đồng đạo. Và trong cuộc sống chúng ta thấy ai giàu, ai có địa vị trong xã hội, ai làm phước tốt, ai có một cái cuộc sống tốt thì chúng ta hoan hỷ vui, không ganh ghét, không đố kỵ, không nhỏ nhoi, không ích kỷ hạ quý đồng đạo. Đó là chúng ta làm tròn, đó là chữ nhân. Còn nghĩa là cái gì quý đồng đạo? Nghĩa là lẽ phải. Chúng ta sống trong cuộc đời này thì chúng ta phải giữ lấy có lẽ phải quý đồng đạo. Có nghĩa là đối nhân xử thế tốt, sống có tình có nghĩa trong gia đình trước nghe quý đồng đạo. Chồng vợ phải hết lòng, phải chung thủy,
phải hết lòng phải chung thủy, yêu đương nhau đến phút cuối cùng, vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc, hoặc là đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác. Rồi đối với mình là con cháu trong gia đình phải hiếu thuận với ông bà cha mẹ, và chúng ta phải đối nhân xử thế cho tốt, có nghĩa có tình đối với là họ hàng bên nội bên ngoại, bên chồng bên vợ, luôn cả xóm giềng. Đức thầy dạy xóm giềng phải ở thật thà, dầu không quen biết cũng là như quen, ở cho cha mẹ ngợi khen, lập gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm. Đó là chúng ta làm tròn cái nhân nghĩa đó quý đồng đạo. Quý vị là nếu ai tu trúng đi, quý vị là đồng đạo không làm một cái chức gì hết, là một cái người đồng đạo bình thường, đi đâu ai cũng chị hai, chị ba, anh năm, anh sáu, vui vẻ, niềm nở, gần gũi, đó là chúng ta tu đúng đó. Còn quý vị tu sao tôi không biết, mà đi ra người ta gặp cái người đó, người ta nói thôi, không có dám lại gần. Cái chú, cái anh đó tu tốt lắm, nhưng mà thắc mắc, nhỏ nhoi, rồi đố kỵ, rồi nói những cái lời nói khó nghe, nên tôi không có dám lại gần. Có không quý đồng đạo? Nên chúng ta tu tự mình xét mình. Tại vì cái điều răn cấm thứ nhất á là lời khuyên bổn đạo Đức Thầy, khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Bởi vì không ai hiểu mình bằng chính mình hiểu mình. Mình tu làm sao không biết, đi đâu mình làm cái vị trí gì không biết, đi đâu ai cũng thương cũng mến. Hả quý đồng đạo, người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông cũng nhìn. Và trong cái quyển năm Đức Thầy có dạy, ở trần xứ trọn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật gửi thân liên đài, cầu cho mối đạo hoàn khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần. Nhất định chúng ta phải sống có nhân có nghĩa quý đồng đạo. Nói đến nhân nghĩa, hôm nay chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nhân nghĩa, đó là Mạnh Thường Quân. Hôm nay mà ai mà gọi là cái tên Mạnh Thường Quân, Mạnh Thường Quân chính là cái câu chuyện tôi kể, sắp kể cho quý vị nghe. Thì thời xưa ở bên Trung Hoa, bên nhà Tống, quý đồng đạo, có ông này tên là Mạnh Thường Quân. Ông là một cái ông quan lớn ở trong triều, nhưng ông rất là đạo đức quý đồng đạo, mà ông rất là giàu. Đất ruộng thì cò bay thẳng cánh, tiền bạc thì đầy rương đầy tủ, nhà thì rất là rộng lớn, không thiếu một món gì hết. Nhưng ông rất sống bình dị, ai ông cũng thương cũng quý và rất là đạo đức. Nên ai mà nghèo đó, mà ai mà sống có nhân có nghĩa, ông cho về ở nhà của ông. Thì trong số cái người ở đó thì có cái anh này tên là Phùng Quyên. Anh nghèo nhưng anh còn trẻ, nhưng đặc biệt là anh này anh sống có nhân có nghĩa và anh sống rất là tốt. Và cái anh này rất là tài giỏi quý đồng đạo, nên được ông Mạnh Thường Quân hết sức là tín nhiệm. Thì một hôm đến cái ngày đi thu thuế lúa ruộng, ông Mạnh Thường Quân mới gọi Phùng Quyên ra đi thu thuế. Mà trước khi Phùng Quyên đi thu thuế thì Phùng Quyên nói, dạ thưa ông chủ, hôm nay đó con đi thu thuế đó, có tiền đó, rồi con có mua gì ở trong nhà không vậy ông chủ? Cái ông Mạnh Thường Quân nói, thì con cứ mua đi, thấy nhà mình thiếu cái gì thì con cứ mua, mua hết cũng không có sao. Quý vị thấy Phùng Quyên là một cái người nghèo thì thương người nghèo, nên Phùng Quyên mừng quá rồi. Phùng Quyên mới đi riết đến cái nơi thu thuế lúa ruộng. Phùng Quyên nói, tất cả bà con đem sổ nhỏ, sổ lớn, sổ gì hồi đó tới giờ mà thiếu đó đem ra hết. Cái
bà con sợ chết rồi, bữa nay chắc thu thế hết rồi, tiền đâu mà mình lo mình trả. Phùng Nguyên nói không có sao đâu. Rồi Phùng Nguyên đốt hết với đồng đạo, đốt hết sổ nhỏ, sổ lớn, sổ gì đốt hết. Đốt hết. Rồi Phùng Nguyên mới nói hôm nay ông chủ của tôi đó xóa nợ cho hết tất cả quý bà con. Nhưng có điều là ông Mạnh Thường Quân, ông chủ của tôi khuyến khích mọi người hãy cố gắng lo làm ăn để thoát nghèo và lo tu. Ai cũng dạ con xin gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ con xin gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân. Ông Phùng Nguyên này ông làm được điều tốt với đồng đạo, chạy riết về gặp ông chủ. Dạ thưa ông chủ con mới về. Cái ông chủ nói rồi cái mặt này bữa nay chắc là đi thu thuế lúa ruộng hết rồi chứ gì. Cái Phùng Nguyên nói dạ hôm nay là bà con ta trả hết tiền ông chủ ơi, mà không có tiền. Cái ông chủ nói ủa không có tiền mà có cái gì? Dạ có phước. Bây giờ hôm nay con lấy tiền của ông con mua phước hết rồi. Cái mà ông tin chắc con đi, phước không có màu sắc, không có hình tướng, rồi không đụng, nhìn không thấy. Nhưng ông chủ yên tâm đi, không bao giờ mất đâu ông chủ. Tuy không thấy mà sao chẳng mất. Thì quý vị thấy ông là Mạnh Thường Quân giàu quá, có nhiêu đâu có làm sao rồi bỏ qua. Thì thời gian trôi qua cũng khá lâu. Thì ông vua ông băng hà quý đồng đạo, có nghĩa là ông chết. Thì con của ông vua lên ngôi chỉ có 12, 13 tuổi. Thì quý vị thấy hạn chế về vấn đề trí tuệ hả quý đồng đạo? Nên bị những cái người nịnh thần ở trong là triều á xàm tấu, nói là ông vua nghe, ông phải cách chức là Mạnh Thường Quân. Chứ Mạnh Thường Quân rất là giàu, rồi có tài, rồi có những cái người ở rất là thông minh. Nên ông không cách chức thì e là Mạnh Thường Quân sẽ cướp ngôi vua. Ông vua niệm sợ quá quý đồng đạo, về kêu Mạnh Thường Quân ra cách chức liền, thu hết tiền bạc của cải hết, đuổi ra khỏi cái dân làng đó. Thì quý vị thấy hồi xưa là lệnh của vua, đâu có ai dám cãi hả quý đồng đạo. Nên là Mạnh Thường Quân chấp nhận rồi ra đi với hai bàn tay trắng, đi với Phùng Nguyên và tất cả những người ở. Thì đến cái nơi này đồng khô cỏ cháy, không nhà cửa, nắng chang chang. Nên Phùng Nguyên mới cất cho ông chủ là ông Mạnh Thường Quân một cái chòi nhỏ để che mưa che nắng. Thì Phùng Nguyên nhớ lại lúc trước đó mình có đi xóa nợ cho bà con đó. Thôi hôm nay mình đến mình nói cái hoàn cảnh của ông chủ mình coi bà con có giúp được gì hay không. Thì quý vị thấy đến nói những cái hoàn cảnh như vậy đó, ai cũng đều khóc, ai cũng đều thương, mỗi người đem lại giúp cho Mạnh Thường Quân. Mỗi người một chút thì cất được nhà. Rồi quý vị thấy tiếng lành đồn xa, ai cũng biết cái ông Mạnh Thường Quân này là người tốt. Nên mỗi người đem đến một chút các nhà, mua một số ruộng, rồi vừa lo làm ăn, rồi trong cuộc sống hết sức là sung túc. Và hai người và những người ở cùng tu cùng tiến để đến con đường giải thoát. Câu chuyện chúng tôi kể đến đây đã kết thúc. Thì quý vị thấy trong cuộc đời mình sống mình tu không có cái gì bằng vừa tu vừa làm phước. Khi chúng ta tu mà chúng ta không có phước đắc đạo không quý đồng đạo? Không. Bọn sẹn ích kỷ nhỏ nhoi đố kỵ, không phải chúng ta bảo quý vị là phải đem hết tiền bạc của cải tài sản mình cho. Nhưng mình vừa lo làm ăn, lo tu hiền chân chất thì mình bố thí giúp đời trong cái khả năng của mình, không keo kiệt, không bủng xỉn, không ích kỷ nhỏ nhoi hả quý đồng đạo. Chúng tôi đã trình bày cái câu thứ nhất, đó là bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, rồi muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Chúng ta lập thân cõi trần như thế nào, tu như thế nào muốn mới được về cõi Phật quý đồng đạo? Quý vị cùng tôi phải hạ thủ công phu, có nghĩa là chúng ta phải quyết chí hết lòng mới được về cõi Phật nha quý đồng đạo.
Hôm nay quý vị cùng tôi chia sẻ tận tình cái chỗ này để chúng ta cùng tu cùng tiến để về cõi Phật. Thì kính thưa quý đồng đạo thân thương kính mến, khi Đức Thầy ra đời, mở đạo ra đời cứu đời thì cũng có rất nhiều người quy y với Đức Thầy. Và khi chúng ta quy y với Đức Thầy thì Đức Thầy dạy chay bốn bữa ý là quy tắc của kẻ khùng dẫn dắt chúng sanh. Đó là chúng ta mới tập tu nha. Rồi chúng ta tu tiến chút thì chúng ta tu, chúng ta ăn chay 10 ngày. Rồi tu tiến chút chúng ta ăn chay tháng giêng, tháng 7, tháng 10. Giờ hôm nay chúng ta muốn tu về cõi cực lạc thì thuần chay. Có nghĩa là ăn chay mỗi ngày, không còn phải nói ăn chay trường gì hả quý đồng đạo. Mà tại sao Đức Thầy dạy mình làm theo rồi, mình không sát sanh rồi, mình làm tốt rồi, mà Đức Thầy còn dạy là chay được tánh, chay tâm mới quý. Tại sao vậy? Tại vì mình chay tánh không cũng không được, mà chay tâm cũng không được. Chay tâm có nghĩa là chúng ta phải sống tốt. Khi chúng ta chưa tu thì làm bất cứ những cái việc gì sai trái. Còn khi chúng ta đã quy y đầu Phật rồi thì chúng ta phải làm những cái điều tốt, thương người mến vật, sống trải lòng vì mình, vì mọi người. Đó là chúng ta chay được tánh, chay tâm mới quý. Được không quý đồng đạo? Được, mình làm được hết. Rồi bây giờ Đức Thầy dạy là người cư sĩ tại gia thì chúng ta phải chọn cho mình một cái nghề chánh nghiệp. Thì hôm nay chúng ta xét coi, coi mình có làm cái nghề chánh nghiệp hay không. Còn nếu mình làm cái nghề tà nghiệp thì sửa lại làm cái nghề chánh nghiệp. Rồi Đức Thầy dạy thêm là vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chất, vừa bố thí giúp đời. Tại sao Đức Thầy dạy vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chất? Bởi vì hai việc làm này phải song song với nhau quý đồng đạo. Có nhiều người mới phát tâm tu đó, không có xem giáo lý của Đức Thầy, nghĩ là tu là buông bỏ hết, rồi là có vợ có con rồi bỏ cho vợ con khổ sở, đi cất am cất cốc, lên núi lên non tu một thời gian, vợ con khổ sở, con cái thất học, thậm chí là phải tệ nạn xã hội quý đồng đạo. Rồi chúng ta lo là làm ăn không, tại vì là nói vậy nè, tôi tu rồi tôi không có làm khổ ai hết trơn á. Đức Thầy dạy là vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chất thì giờ tôi là cúng lại hai thời, ăn chay vừa lo làm ăn, rồi đi làm suốt từ sáng tới tối tới chiều, thậm chí đến cái ngày cúng giờ cúng cũng cúng nữa, mà cúng không chánh niệm, vọng niệm, rồi là đâu có là ngồi niệm Phật nổi đâu. Rồi là thôi kệ đi, mình là cúng chánh niệm không chánh niệm gì kệ, miễn mình có cúng thì thôi. Thì quý vị có hết lòng hay không? Có không quý đồng đạo? Không hết lòng mà không quyết chí. Quý vị tu làm sao mà mình đi ruộng, đi đồng, đi gì về mà cực cỡ nào cũng phải cúng, mà cúng không chánh niệm, bắt cái thân này cúng lại. Bởi vì sao? Đức Thầy cho biết cái thân này giả, mà không có giả thì đâu có thiệt quý đồng đạo. Bắt cái thân này nè, tạo phước, mình phải tạo phước mới được quý đồng đạo. Nên Đức Thầy dạy vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chất, vừa bố thí giúp đời. Hai việc này chúng ta phải làm song song với nhau. Thì cái câu chuyện bên thầy đó, thì lúc mà Đức Thầy ra đời mở đạo đó, thì Đức Thầy còn ở tổ đình, thì có hai đồng đạo này quý đồng đạo mới quy y với Đức Thầy, không biết tu làm sao mà để là tu đúng để đắc đạo. Nên hai đồng đạo này mới đến là gặp thầy để hỏi coi mình tu làm sao để đắc đạo. Quý vị thấy khi là mình là một cái người là bình thường đến gặp ông Phật thì sợ lắm, rón rén ở ngoài sân. Đức Thầy biết căn cơ trình độ rồi, kêu vô. Hai đồng đạo muốn hỏi cái gì thì vô hỏi đi. Hai đồng đạo sợ quá run hết, nói dạ thưa thầy, hôm nay con đến trước thì con thăm thầy, sao cho con hỏi thầy chỉ con tu cách nào để đắc đạo. Thầy chỉ đồng đạo này á về lo làm ăn,
Còn đồng đạo này thì vừa lo làm ăn, vừa là vậy là phải lo tu. Hai người nhìn nhau, ủa sao mình hai đồng đạo mình đến mà sao thầy chỉ người cách? Cái thầy mới chỉ cái đồng đạo này nè. Cái đồng đạo này tu mà bỏ vợ bỏ con lên núi lên non tu, vợ con khổ nên về sửa lại, là phải vừa lo tu vừa lo làm ăn. Còn đồng đạo này thì là tối ngày lo làm ăn có tiền, không có lo tu, nên trí huệ không sáng suốt. Mà không sáng suốt làm sao chúng ta tu đắc đạo quý đồng đạo? Thế nên Đức Thầy dạy vừa lo làm ăn vừa lo tu hiền, chân chất vừa bố thí giúp đời. Khắc sâu lời Đức Thầy chỉ dạy: ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lời danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao tiên, gắn công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tục tâm lìa cõi mê. Rồi cúng lại. Mà Đức Thầy dạy sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Hoặc là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì mới được tòa chương dựa kế. Chúng tôi tin chắc trong hội trường này ai cũng cúng lại hai thời, thậm chí ba thời, bốn thời nữa quý đồng đạo. Chúng tôi rất đề cao và tuyên dương quý đồng đạo, nhưng chúng ta xét mỗi thời cúng mình có chánh niệm hay không. Xét coi bản thân tôi có, tôi nên tôi biết. Nhiều khi cúng một cái phía này không biết mình già mình nguyện tới đâu rồi, rồi lại không biết mình lại bốn lại hay ba lại rồi. Có không quý đồng đạo? Có. Bởi vì chúng ta là người cư sĩ tại gia, cơm áo gạo tiền. Nhiều khi cúng cái đầu nó phân tâm, không biết là ngày mai mình đi chợ mình muốn gì ha. Ở trong tủ lạnh mình giờ còn gì, mơi muối gì. Có quý đồng đạo, bản thân tôi có, tôi biết. Nên chúng ta phải xét. Nếu cúng mà còn vọng niệm cúng lại, cúng sao mà mình cái miệng mình đọc lỗ tai mình nghe, cúng sao cho tròn một cái thời cúng. Không bắt buộc phải cúng ba thời, bốn thời gì hết. Chỉ hai thời mà chúng ta chánh niệm thì có phước quý đồng đạo. Được không quý đồng đạo? Bữa nay mình chia sẻ cho tận gốc nghe. Chứ nhiều khi mình cúng là cái tướng mình đạo mạo rất là trang nghiêm, nhưng cái tâm mình nó chạy tùm lum hết trơn quý đồng đạo ơi. Không được, phải hết chí quyết lòng. Rồi là chúng ta niệm Phật. Thì Đức Thầy dạy là cái môn niệm Phật là cái môn cứu cánh, dễ tu, dễ đắc, dễ hành. Mà Đức Thầy dạy là sáu chữ Di Đà: đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, miệng niệm lỗ tai nghe. Có nhiều người tham quý đồng đạo, một ngày niệm 2-3 ngàn tiếng, 4-5 ngàn tiếng, niệm nhiều là tốt. Đúng không quý đồng đạo? Quý vị thấy cái máy đi, mình để cái mê vô đi, niệm từ sáng tới chiều, có phước không? Không. Niệm làm sao mà chánh niệm? Niệm làm sao mà tâm của mình thoải mái, an lạc? Nam Mô A Di Đà Phật mà phải niệm trong tâm, mật niệm. Chúng ta niệm như thế không cần nhiều quý đồng đạo. Bởi vì sao? Đức Thầy cho chúng ta biết là sao quý đồng đạo? Ráng niệm chớ quên. Tại vì khó niệm. Mà Đức Thầy dạy chúng ta ráng niệm có nghĩa là chúng ta là người cư sĩ tại gia,
chạy xe cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nấu cơm cũng niệm, mấy quý ông đi ruộng xạ phân một cái Nam Mô A Di Đà Phật, cắt lúa Nam Mô A Di Đà Phật. Bà tại gì bất cứ nơi nào mình niệm cũng được, quý đồng đạo. Khi chúng ta niệm thuần trong tâm trong não rồi thì khi mình là sao quý vị, khi mình nhắm mắt đó, khi mà mình lâm chung nhớ niệm, một niệm đến 10 niệm sẽ đắc đạo, quý đồng đạo. Mà khi chúng ta niệm ở hiện tại được phước, có nghĩa là niệm Phật được tai qua nạn khỏi, niệm Phật được có phước có duyên, niệm Phật được vãng sanh, rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên. Và khi chúng ta niệm thì phải tính nguyện hành, có nghĩa là chắc chắn chúng ta niệm phải đắc đạo, mà phải tin, phải hành, phải nguyện. Mà Đức Thầy dạy lòng thương chúng thuyết môn tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh, về nơi ăn dưỡng chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mấy đồ dứt cột luân hồi. Quá tuyệt vời quý đồng đạo. Và Đức Thầy cho biết nữa nè, môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa, lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chúng. Hoặc là ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt. Thường nhớ câu đại lực đại hùng. Và chúng ta niệm Phật thì Đức Phật đợi chờ mình, quý đồng đạo. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Quá tuyệt vời quý đồng đạo. Như vậy là chúng ta lập thân cõi trần đủ chưa? Đủ chưa quý đồng đạo? Đủ chưa? Chưa đủ. Tại vì Đức Thầy dạy là phước huệ song tu, đồng đăng bỉ ngạn. Nãy giờ quý vị cùng tôi chỉ tu huệ thôi, chưa có tu phước. Mà Đức Thầy dạy làm hết tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả những việc làm độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Tại vì sao Đức Thầy dạy làm hết tất cả các việc từ thiện? Có nghĩa là việc nhỏ không bỏ. Hôm nay quý vị ngồi ở đây, khi mình đi ra ngoài đường gặp cái miệng chai hay là một cái viên gạch gì trốn ở ngoài đường, giàu có mà chạy xe là gấp cỡ nào dừng lại, lượm cái viên đá, lượm cái miệng da chai để vô bờ, để người ta chạy không có bị dấp té. Phước không quý đồng đạo? Phước nhỏ không bỏ. Còn người nhiều người nói con Nga ơi sao tôi nghèo quá à, phải ước gì có tiền tôi làm phước cho nó thỏa mãn được. Quý đồng đạo, hôm nay tôi chỉ quý đồng đạo nè, chúng tôi đã có trải qua rồi nên chúng tôi chia sẻ nè quý đồng đạo. Nghèo làm được, làm được hết. Chúng tôi ví dụ bây giờ một ngày mình xài 50.000, hôm nay mình xài 48.000 thôi, 2.000 để vô trong cái bóp của mình hay để đâu đó, rồi là nấu cơm một ngày quý nữ mình nè, một buổi sáng nửa lít, chiều nửa lít, sáng nắm lợi nắm, chiều nắm lợi nắm, để vào cái hũ gạo hay là một cái hũ gì để đó, cuối tháng được vài ký gạo, được mấy chục ngàn. Đến những cái người già neo đơn ở xóm giềng bà con mình chia sẻ, mình cho. Phước đó quý đồng đạo, phước không? Phước. Rồi mình làm cho người ta vui. Cũng như hôm nay quý vị đồng đạo đến đây nè, chúng tôi chia sẻ Phật Pháp, quý vị ngồi nghe, lắng tai nghe, rồi giữ cái hội trường yên lặng, rồi vỗ tay làm tôi có một cái tinh thần, làm tôi vui, quý vị phước đó. Rồi quý vị là ở xóm riền bà con mình có ai bệnh đau mà cái người đó sợ chết, mình lớn mình chia sẻ, nó chị ơi, anh ơi,
Không có sao đâu, ai cũng bệnh hết trơn, bản thân tôi cũng bệnh nè. Không có sao, mình là bệnh là nhiều khi nhiều tiền kiếp trước hoặc kiếp này. Mình cố gắng đi bác sĩ đi, rồi là mình cố gắng ăn chay niệm Phật cúng lại rồi làm phước đi. Rồi hết nè, không có sao đâu. Được không quý đồng đạo? Được, lời nói đó. Còn hôm nay mình không có tiền, ở trong quê hương xứ sở mình có những cái cây cầu bắc mà mạnh thường quân người ta có tiền, người ta có tiền rồi đó, mà mình không có tiền thì mình giúp cái gì? Giúp công quý ông nè, đến khuân giác xi măng cát đá. Còn quý bà như là tôi này kia đến nấu cơm, hay là mình thấy thiếu cái mình đi vận động. Chị ơi, anh ơi, cây cầu ở quê hương mình đó làm thiếu tiền, mình đi xin một người một chút làm được cái cầu. Phước không quý đồng đạo? Phước nhỏ không bỏ. Chúng tôi nói cái này là thật lòng chứ không phải chỉ trích nha. Ở quê tôi có cái anh này là trị sự duyên. Anh làm trị sự duyên mà anh không giữ giới luật quý đồng đạo. Mua vé số đi là dự thuyết giảng rồi đi ra mua vé số. Mua vé số rồi tôi không có nói gì đâu nha, tôi để bụng rồi. Cái bữa tôi xuống tôi đọc giảng, cái tôi nói anh mua vé số làm chi ạ? Tôi thấy gia đình anh cũng giàu mà. Cái nói cô Nga, tôi thấy người ta làm phước tôi thấy ham. Tôi nói thiệt mà tôi trúng số mà được 1 tỷ rưỡi đó nha, tôi dám làm phước 500 triệu đó. Cái tôi cười, tôi nói ủa còn tỷ để làm gì ông huynh? Gửi ngân hàng hả? Cái ông cười xà xà, ông bẽn lẽn đi mất tiêu. Từ đó tới sau mà ông gặp tôi là ông không bao giờ, ông gặp, ông không có hỏi luôn. Quý vị thấy không? Phạm giới luật. Phải chi quý vị mà trúng 1 tỷ rưỡi, mà làm 1 tỷ rưỡi là chúng ta đề cao. Bởi vì mình không có tiền, mình muốn làm phước mà không có tiền trúng số làm hết, cái đó là đề cao đó nha. Còn trúng 1 tỷ rưỡi làm 500 triệu, còn 1 tỷ để ngân hàng xài. Được không quý đồng đạo? Không. Làm hết tất cả các việc từ thiện, bỏ tránh tất cả những việc làm độc ác, có nghĩa là chúng ta trừ 10 điều ác. Không tham lam, không sát sanh, không đạo tạc, không tà dâm, khẩu không lượng thiệt, không ỷ ngôn, không ác khẩu, không vọng ngữ ý, không tham lam, không sân nộ, không mê si. Và chúng ta phải rửa tấm lòng cho trong sạch. Đó là chúng ta tu phước và tu huệ đó quý đồng đạo. Lập thân cõi trần đó đó quý đồng đạo. Đủ chưa? Đủ chưa quý đồng đạo? Chưa đủ. Mà chúng ta phải giữ giới luật mỗi ngày. Bây giờ quý vị ăn chay niệm Phật cúng lại, làm hết tất cả các việc từ thiện mà quý vị phạm cái giới luật, có nghĩa là điều răn cấm thứ nhất thôi. Đức Thầy không cho nè, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc á phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Phạm cái điều thứ nhất thôi, được không quý đồng đạo? Không. Thế nên chúng ta phải giữ giới luật mỗi ngày. Hôm nay không có thời gian mà giáo lý viên Lê Quang Nghĩa thuyết đề tài là 8 điều răn cấm, thì quý vị sẽ hiểu là sâu hơn với cái đồng đạo. Và cái điều thứ 8 Đức Thầy dạy tóm tắt, ta phải thương yêu nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Chúng ta xét coi, từ ngày tu hành cho đến hôm nay, chúng ta có thương yêu nhau như con một cha hay không? Có dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức hay chưa? Bởi vì không ai hiểu mình bằng chính mình hiểu mình. Rồi Đức Thầy dạy tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc thường xem kệ giảng để giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Quý vị xét coi, coi coi mình cái thời gian rảnh đó, mình có coi phim 3-4 tiếng đồng hồ, hay là mình chơi game, hay là mình là làm cái gì đó mấy tiếng đồng hồ mà không có ích lợi. Hôm nay mình phát tâm tu rồi thì mình thấy những cái điều này không có ích lợi, mình thay vào đó mình cúng, lúc trước cúng 2 thời, giờ cúng 3 thời.
Rồi lúc trước mình ngồi niệm Phật có 15 phút, thay vì cái thời gian đó là quý báu đó chúng ta niệm Phật. Thế là quý vị đến đây dự thuyết giảng, đọc giảng, rồi chúng ta xem giáo lý của Đức Thầy nhất định muốn giữ giới luật là phải thuộc 8 điều răn cấm. Không thuần nhưng chúng ta cũng phải hiểu ý, coi Đức Thầy dạy cái gì để chúng ta tránh. Và bốn cái câu là cuối rất là tuyệt vời quý đồng đạo. Đạo Pháp thường hãy dung giới hòa, xét người cho tội, xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Đạo Pháp thường hay dung giới hòa có nghĩa là chúng ta phải tha thứ những cái tội lỗi của những người ta làm sai trái. Mình tha thứ người ta mới tha thứ mình. Rồi mình thương người ta mới thương mình. Hả quý đồng đạo, bốn câu này rất là có ý nghĩa quý đồng đạo. Mà chúng ta muốn đạt được thì chúng ta phải làm gì? Phải khắc sâu lời Đức Thầy chỉ dạy là bạch trinh, giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Có nghĩa là chúng ta phải sống trong trắng, trong sạch, thanh cao, tốt đẹp. Và chúng ta phải sống có nhân có nghĩa đối với gia đình, đối với xã hội, họ hàng, bên nội bên ngoại, bên chồng bên vợ, phải có nghĩa và có nhân. Và chúng ta muốn lập thân cõi trần nhất định phải ăn chay, niệm Phật, cúng lại hai thời, làm hết tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả những việc làm độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Rồi chúng ta giữ giới luật mỗi ngày. Đó là lập thân cõi trần, đó là chúng ta đắc đạo, chúng ta được về cõi Phật, cõi tiên. Khi Đức Thầy trở về, chúng ta được dự hội Long Hoa. Và muốn làm được những điều này thì chúng ta phải làm gì quý đồng đạo? Chúng ta phải tập tu cái hạnh nhẫn nhịn. Chúng ta giàu tu giỏi cỡ nào, không nhẫn nhịn không đạt kết quả tốt đẹp. Để kết thúc cái chuyên đề này, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nhẫn nhịn. Thì khi thọ xưa đó, khi là Đức Phật còn tại thế, thì có cái ông này tên là Phú Lâu Na. Ông tu cái hạnh nhẫn nhịn quý đồng đạo. Ông tu một thời gian rồi, ông thấy ông nhẫn được rồi, ông nhịn được rồi, nên ông đến nói, ông thưa với Đức Phật: Đức Phật ơi, hôm nay Đức Phật cho con đi truyền đạo thuyết pháp đi. Cái Đức Phật nói: Phú Lô Na, con tu cái hạnh nhẫn nhịn, con nhịn được bao nhiêu rồi, con nhẫn được bao nhiêu rồi mà con đòi đi truyền đạo. Cái Phú Lô Na nói: thì Đức Phật cho con đi đi, để con thử, con biết coi con nhẫn được bao nhiêu, con nhịn được bao nhiêu. Rồi Đức Phật mới thử Phú Lâu Na này: Phú Lâu Na, khi mà con đến cái nơi con thuyết pháp truyền đạo mà cái đất nước đó, người ở đó hung sùng bạo ngược, không biết tu, mà khi con là truyền đạo thuyết pháp rồi họ chửi con, rồi con nghĩ như thế nào vậy Phú Lâu Na? Phú Lâu Na nói: dạ con vui Đức Phật, tại vì con thuyết pháp truyền đạo người ta chửi con, người ta chưa có đánh con, nên con cũng vui. Cái ông Phật thử tiếp: vậy khi mà con thuyết pháp rồi truyền đạo người ta chửi con, người ta đánh con rồi, con làm như thế nào vậy Phú Lâu Na? Dạ con cũng vui nữa, tại vì người ta đánh con, người ta chửi con, chứ người ta chưa giết con. Cái ông Phật cũng thử tiếp, ông nói: vậy khi mà con thuyết pháp truyền đạo đó, rồi người ta chửi con, người ta đánh con, người ta lấy ghe dao người ta chém con cho con chết, thì con nghĩ sao Phú Lâu Na? Phú Lâu Na cười và: dạ con cảm ơn họ Đức Phật. Bởi vì sao? Bởi vì con thuyết pháp truyền đạo mà người ta giết con thì con đắc đạo, con giảng sanh,
Con vui, con cảm ơn họ bởi vì sao? Cái thân ngũ trược này 100 tuổi cũng chết mà con không tu. Con tu không đúng thì con đâu có được về cõi Phật. Nên con đang thuyết pháp truyền đạo mà họ giết con, con đắc đạo, con rất là vui Đức Phật. Cái Đức Phật vui lắm rồi. Đức Phật nói rồi, hôm nay ta sẽ cho Phú Lâu Na đi thuyết pháp truyền đạo. Ông Phật ổng đưa Phú Lâu Na đi đến cái nơi này. Dân chúng không có tu quý đồng đạo, hung sùng bạo ngược là chơi bời xa đọa. Nhưng vì cái hạnh nhẫn nhịn của Phú Lâu Na không thờ, không bao lâu mà cảm hóa được dân chúng lúc bấy giờ. Thì không bao lâu dân chúng ở đây quy y Phật, Phật quy y Pháp, quy y Tăng. Nên ông Phật ông viết 4 câu thơ để khen Phú Lâu Na. Con ráng tu thì lòng con phải nhịn nhịn, nhịn hoài nhịn mãi con ơi. Chẳng phải nhịn chỉ có 3 lần thôi, mà nhịn mãi nhịn hoài đến khi thành chánh giác. Nhất định chúng ta phải tu cái hạnh nhẫn nhịn mà Đức Thầy tôn kính của chúng ta có dạy đâu quý đồng đạo. Dạy chúng ta tu cái hạnh nhẫn nhịn nè. Ai chửi mắng thì ta giả điếc để cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì đâu có mang câu thù oán. Vậy chúng ta muốn tập tu cái hạnh nhẫn nhịn này thì chúng ta phải diệt trừ tham lam, sân, nộ, mê, si mà Đức Thầy cảnh tỉnh cho tất cả tín đồ Phật giáo hòa hảo có 6 cái tham. Tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế mà chúng ta dứt được thì chúng ta trở thành người gì với đồng đạo? Người tốt. Rồi chúng ta không sân nộ, không nóng giận. Đức Thầy cho biết là tánh nóng nảy, sân si hư diệt. Hoặc là lửa trong tâm chẳng đốt mà lần nổi lôi đình đâu có định chừng. Cho ta biết mà toan giữ trước ta diệt được. Không nóng nảy, không giận hờn, từ bi hỷ xả thì chúng ta trở thành người gì? Người hiền. Rồi chúng ta không mê si. Có nghĩa là Đức Thầy cho biết là màn vô minh che mờ căn trí. Nên thường khi nhận ngụy làm chân chúng ta diệt được là chúng qua ta quy y theo Đức Thầy. Chúng ta làm tất cả những việc gì cũng tốt, thương người, mến vật, ăn chay, niệm Phật, sống trải lòng vì mình, vì mọi người thì tự nhiên trí chúng ta sáng ra. Làm bất cứ chuyện gì cũng công bình và chánh đáng. Diệt mê si phải nương thuyền giác, muôn việc làm chánh trực khôn ngoan. Vậy chúng ta trở thành người người trí. Rất là tuyệt vời quý đồng đạo ơi. Và trong cái cuộc sống mình tu, ai thương ai ghét mặt tình, phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Hoặc là dầu ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta cứ giữ như kiềm ba chân. Hay là chúng ta phải sao quý vị? Nguyện một đời một đạo đến ngày trùng thần. Nhớ lời Đức Thầy chỉ dạy quý đồng đạo, ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao. Trì lòng chớ có núng nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Mấy lời nhắn lại ân cần bổn đạo xa gần, nghĩ cạn mới hay tu trì, nguyện ước cầu mai thượng quân hồi phục là ngày an cư. Quý vị tin chắc là Đức Thầy về. Tại vì sao? Đức Thầy cho chúng ta biết là ít lâu, có nghĩa là không bao lâu Đức Thầy sẽ về. Hôm nay Đức Thầy vắng mặt để thử mình đó quý đồng đạo, xem coi khi mà mình là Đức Thầy vắng mặt mình có tu đúng hay không. Mà Đức Thầy cho biết là chừng nào Thầy lại gia chung thì trong bổn đạo bóng tôn phụ chè. Quá tuyệt vời quý đồng đạo. Hết thời gian, chứ còn một cái câu chuyện rất là hay. Tại vì hôm nay học thời gian không có thôi, tôi hẹn quý vị dịp khác tôi sẽ kể cái câu chuyện này quý vị khóc. Chắc chắn quý vị sẽ khóc thôi.
Nhưng mà hôm nay quý vị vui, vui tại vì mình tu, mình gặp ông Phật ra đời tại miền Nam đất nước Việt Nam, và mình tu đúng để mình đi đến con đường giải thoát. Và chúng ta sẽ khắc ghi lời Đức Thầy chỉ dạy: Bạch Kinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Và cái buổi chia sẻ Phật Pháp với toàn thể chư quý vị hôm nay đã kết thúc. Vậy trước khi rời khỏi diễn đàn, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, ban trị sự xã Phú Thọ có ưu ái và mời chúng tôi đến đây để làm phận sự của mình. Hôm nay chúng tôi cũng làm tròn phận sự, và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị là nhà Mạnh Thường Quân, rồi những cái người là nấu cơm hậu cần, pha từng ly nước, nấu từng bữa cơm. Rồi quý vị Trương Hoa rất là đẹp, rồi quý vị Hồ Thầy. Và tất cả quý đồng đạo xa gần, các ban trị sự, quý đồng đạo đến đây nghe thuyết giảng trên dưới hơn một tiếng đồng hồ, chắc chắn sẽ có điều sơ sót, ngưỡng mong toàn thể chú quý vị. Quan hỷ chúng tôi xin thành thật tri ân. Và cũng xin chúc toàn thể chú quý vị và gia quyến lúc nào cũng sức khỏe, gia đình sống hạnh phúc, làm ăn thì hanh thông, trí huệ sáng suốt, và tinh tấn tu hành đến ngày thành công viên mãn. Lễ phép trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị đồng đạo kính mến, thì trên dưới cỡ khoảng hơn một tiếng đồng hồ, cô giáo lý viên Lê Thị Ngọc Nga đến diễn đàn để trình diễn qua hai câu là: Bạch Kinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Cô đã định nghĩa, diễn luận cũng như dẫn chứng hết sức là hay ho và sáng suốt. Vậy xin kính mời chư quý đồng đạo ủng hộ thêm cho cô thêm một tràng pháo tay nữa quý vị ơi.